Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin gửi lời chào các bác. Vâng, báo cáo các bác là buổi tối ngày hôm nay thì lại có duyên được liên kết với này hai bác khách hàng của Hạnh Phương. Đấy, là chỗ bác gì nhỉ? Để em xem sổ nào. Chỗ bác Tuất ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Hưng Hòa. Với lại chỗ anh Trinh ở Hòa Bình. Hai bác có chốt hàng của anh Phương. Đó chính là hai cục đẩy Crown CL800. Đấy. Nhiều bác cứ bảo chơi với anh Phương thì tốn thóc lắm. Nhưng mà các bác tốn thóc nhưng các bác được nhiều. Không biết là các bác có biết là mình đang được cái gì không. Thì xin thưa các bác là nếu như mà theo như nghiên cứu em đã nói rồi, nghiên cứu một cách không chính xác. Đấy. Là những bác nào mà đam mê âm thanh là các bác ấy tuổi thọ tăng lên gấp gọi là 8 đến 10 tuổi. Vậy thì bỏ tiền ra ví dụ là mua đồ này về chơi, tuổi thọ tăng lên, đời sống vui hơn. Đấy. Thì theo các bác thì cái tiền đấy nó có xứng đáng không? Cũng nhiều bác là cũng bắt đầu ảnh hưởng đến những cái câu nói của anh Phương rồi và cái quan điểm sống của anh Phương rồi. Đó là những người mà gọi là yêu âm thanh, yêu âm nhạc thì lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười nói và rất đông bạn bè anh em chơi. Còn những người mà có tiền nhưng mà lúc nào cũng lù dù, ngồi chỗ này, ngồi chỗ kia, ruồi đậu vào mép không thèm đuổi thì thực ra có tiền cũng chả có ý nghĩa gì các bạn. Đấy. Cho nên là các bác mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn chơi, chắc chắn rằng các bác sẽ được nhiều thứ. Mà em nói thật với các bác là bây giờ nếu như mà cái tiền này các bác cứ để dành, không dám chơi, không dám gọi là đầu tư phục vụ chính bản thân mình thì cái đồng tiền đấy là vô ý nghĩa. Mà biết đâu cái tiền đấy rồi cuối cùng này nuôi ông bác sĩ hết. Nuôi ông bác sĩ hết. Cho nên là cái tiền đấy là tiền phục vụ cho sức khỏe của mình, em nghĩ là nó xứng đáng. Mà chơi những con đẩy crowd tuyển nó đẹp thế này, nó sướng. Đấy. Máy móc nó quá đẹp. Đẹp không chịu được các bạn. Chạy tất cả là 16 sò vương miện của Mỹ, 2 tụ Philips, máy trắng tinh. Đấy. Mà không biết là theo các bác thì nhiều bác thì như là xem video toàn xem free đấy. Không biết là các bác có tài như nào mà đi chơi toàn chơi free được ấy. Xem video các bác phải trả em like nhá. Đấy. Mỗi bác xem video hãy cho em một cái like để trả cái công em làm video. Được không? Cái thứ hai là có một cái quan điểm như này. Một cái quan điểm nữa em muốn đưa ra để các bác cùng trao đổi. Đó là giữa dòng đẩy Macrotech với dòng đẩy Microtech, rồi là dòng đẩy CL, hay nói cách khác phân biệt ra hai dòng, một dòng mặt trắng, một dòng mặt đen. Thì theo như tai em nghe và theo như những gì em làm, em thấy hình như là những cái con mặt đen tiếng hay hơn thì phải. Nhiều bác thì nói phân tích là đời càng cao thì tiếng nó càng hay, đời càng mới thì tiếng nó càng hay. Nhưng mà không biết này, tai em nghe thì em thấy là những cái con mà mặt đen này tiếng bass nó rất hay và rất sâu. Đấy. Còn những cái con kia thì nó mỏng tiếng hơn một tí. Thì đấy là quan điểm cá nhân em. Còn đâu thì các bác có ý kiến như nào thì các bác cho ý kiến để mọi người cùng trao đổi, chia sẻ. Đấy. Thì ngày hôm nay em đang có chốt hai con đẩy crowd cũng như là hai lô loa. Một đôi loa 112 vừa lên với một bôn đôi loa là 215 Pro. Là chỗ bác Trinh với chỗ bác Tuất là hai bác đã chốt được hai đôi đó rồi. Em nói rồi, những hàng đẹp bán nhanh lắm. Bác nào chỉ cần gọi là ngủ gà ngủ gật, mới này quan trọng là đợi vợ về mới xin tiền vợ mới chốt thì lại hụt rồi. Cho nên là bác nào mua gì alo em sớm nhé. Đấy, máy móc đẹp như mới. Đây phía đằng sau đây này. Báo cáo chú bác Tuất mới chú anh Trinh ngắm cho em và các bác ngắm thử cho em những con đẩy 800 này. Liệu có con nào nó đẹp hơn được như này nữa không ạ? Đấy. Dòng đẩy sản xuất tại Mỹ nhé các bác nhá. Đã chơi đến crowd rồi thì chơi mấy cái đồ này em nói là nó quá chất. Mà khi chơi crowd rồi thì không muốn chơi dòng khác. Đấy, cho nên là các bác nhớ cho em là hãy thật thận trọng trước khi lên đến đẩy crowd.
bởi vì đã neo lên là không có chuyện neo xuống. Đấy, chỉ trừ trường hợp vợ đuổi ra khỏi nhà thôi. Bây giờ em bật thử lên để cho các bác nghe nhé. Em đang đấu với lại con này, với một đôi 515. Đôi 515 này hiện tại em đang bán về Nam Định cho chỗ anh Nam. Xin lỗi anh Nam nhé, bởi vì là mấy hôm em cứ mãi đi nắp bộ, cho nên là em không nghĩ rằng là đội giao hàng nhà em nó lại chưa giao hàng cho bác. Thì ngày mai thì đôi này nó sẽ đến tay bác nhá. Một đôi 515 bắt neo chắc neo, bắt 40. Đây này, chỗ anh Nam anh xem loa của anh bên anh Phương tuyển cho đây này. JBL 515 MRX. Đấy, bắt neo chắc neo. Ok, nói chung là thùng vỏ đẹp, chất âm hay. Nói đến đầu tư đến cái dòng này là dòng gọi là cao cấp rồi. Bây giờ em sẽ thử cho các bác cùng nghe nhé. Con điện thoại cùi này, có rao lên hình. Trả đây. Sâu mềm êm chắc gọn, giải tép nó tí tách rất hay. Mẹ chọn được thấy con có hệ miễn dịch vững vàng, thông minh, tình cảm với Alpha Pro A cộng. Cho bác nghe thử, free luôn. Cảm ơn chú bác Nam ở bên Nam Định là 1 này. Cảm ơn chú bác Trinh ở Hòa Bình là 2 này. Cảm ơn bác Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh là 3 này. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã đăng ký kênh và theo dõi kênh và theo dõi video ngày hôm nay. Những vấn đề mình Phương đưa ra, các bác có ý kiến hãy bày tỏ quan điểm ý kiến của mình bằng cách là thả những cái bình luận, những cái chia sẻ, những cái like để cho chúng ta cùng trao đổi. Rất cảm ơn các bác rất nhiều. Số máy của anh Phương là 0971985555. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.